Cũng trong sáng 4 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng các tổ chức quốc tế đã tổ chức diễn đàn quốc gia lần thứ 2 về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới dự và phát biểu tại diễn đàn. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, trong nhiều năm qua, Việt Nam đã và đang triển khai có hiệu quả cam kết quốc tế trong công tác giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, như tham gia hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu COP16 tại Mexico, triển khai thực hiện nghị định thư Kyoto, hiệp định ASEAN về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp, hưởng ứng các chiến dịch do Liên Hợp Quốc phát động, dự thảo luật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam cũng đang được nghiên cứu xây dựng. Các đại biểu quốc tế khẳng định Việt Nam đã có một tầm nhìn dài hạn trong phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bày tỏ mong muốn chính thức thành lập diễn đàn thường niên. Các ý kiến tại diễn đàn sẽ được chuyển thành những dự án đầu tư phát triển cụ thể đối với phòng chống rủi ro thiên tai ở Việt Nam trong thời gian tới. Trong khuôn khổ diễn đàn, 5 thành phố của Việt Nam là Hà Nội, Bến Tre, Thái Bình, Long An và Cần Thơ đã ký cam kết tham gia chiến dịch Thành phố an toàn trước thiên tai do Liên Hợp Quốc phát động. Diễn đàn nhằm kêu gọi sự giúp đỡ, hợp tác từ cộng đồng quốc tế để xây dựng cơ chế phối hợp, điều phối các hoạt động và chia sẻ thông tin về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngày 4 tháng 3, Hội đồng Phối hợp Công tác Phổ biến Giáo dục Pháp luật của Chính phủ đã họp phiên thứ 19 đánh giá kết quả công tác của Hội đồng Phối hợp các cấp năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Năm 2010, nhiều chương trình phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai tại địa phương trên cơ sở có trọng tâm, trọng điểm và đổi mới hình thức, trong đó có mô hình Ngày Pháp luật Việt Nam. Nội dung tuyên truyền có nhiều điểm mới, tập trung vào các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm như an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, giải phóng mặt bằng. Hoạt động phối hợp giữa các thành viên hội đồng cũng được gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan thường trực của hội đồng là Bộ Tư pháp với các đơn vị như Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội nông dân, Thông tấn xã Việt Nam trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, biên soạn và phát hành tài liệu. Trong năm 2010 thì Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Trung hội nông dân Việt Nam và Ủy ban dân tộc tổ chức tổng kết 10 năm nghị quyết liên tịch 01 về phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Rồi phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để phổ biến giáo dục pháp luật cho lực lượng vũ trang. Tại phiên họp, nhiều đại biểu cũng đưa ra các ý kiến đóng góp về công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật cần có sự sâu sát hơn đến từng đối tượng, đặc biệt là các vấn đề như pháp luật về môi trường làng nghề, pháp luật về bạo lực gia đình, luật an toàn giao thông. Theo các đại biểu, hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục, tuyên truyền pháp luật nên được đánh giá bằng kết quả chấp hành pháp luật và tình trạng vi phạm pháp luật. Hình thức thể hiện công tác tuyên truyền, nhất là đối với bà con vùng sâu, vùng xa nên trực quan, sinh động và tăng cường về số lượng thông tin trong năm 2011. Sáng 4 tháng 3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị hướng dẫn việc giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 của các cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương.